lý do bê tông mới đổ đã bị nứt và cách khắc phục. Xin chào mọi người, hôm nay cùng em Lộc của EC tìm hiểu về những lý do bê tông mới đổ đã bị nứt và cách khắc phục nhé. Nguyên nhân chính dẫn đến nứt bê tông thường do quá trình thi công không đảm bảo điều kiện thích hợp, đặc biệt là khi đổ bê tông trong thời tiết nắng gắt, khiến nước trong bê tông bốc hơi nhanh, không đủ cho quá trình thủy hóa. Điều này khiến bê tông không đạt cường độ tối đa và dễ xuất hiện nứt rỗ. Cách khắc phục: 1. Giữ ẩm cho bê tông. Sau khi đổ cần duy trì độ ẩm cho bê tông để quá trình thủy hóa diễn ra tốt nhất. Các biện pháp như để nguyên cốt pha, phun nước, ngâm nước sàn mái hoặc phủ bạt tránh nắng là rất cần thiết. 2. Bảo dưỡng bê tông. Cốt pha, giữ cốt pha không tháo dỡ, phun nước trực tiếp vào cốt pha để duy trì hơi ẩm. Phun nước đều liên tục theo chu kỳ 3 giờ một lần vào ban ngày, ban đêm ít nhất một lần trong 7 ngày đầu, từ 14 đến 18 ngày tiếp tục tới ít nhất 3 lần trên ngày. Ngâm nước sàn mái, có thể xây hàng gạch be bờ để ngâm nước xi măng, giữ cho bề mặt bê tông luôn ẩm. 3. Tháo cốt pha. Chỉ tháo khi bê tông đã đạt đủ sức bền, thông thường sau 21 đến 30 ngày trong điều kiện bình thường. Nếu phải tháo sớm, cần có biện pháp chống đỡ các cấu kiện để đảm bảo an toàn. Việc bảo dưỡng bê tông đúng cách giúp tăng cường độ, tránh nứt nẻ và thấm gấm về sau. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và có nhu cầu thi công nhà trọ gói, mọi người hãy liên hệ với em theo số điện thoại 033 756 9554. Lộc Mai GSC, cùng bạn kiến tạo ngôi nhà đẹp.